Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chưa chính thức thay Nguyễn Văn Thể. Ông Trần Văn Sơn đã có dấu hiệu đứt gánh. Tin tức ông Nguyễn Văn Thể sắp bị thay thế và người chám vào vị trí ông Thể hiện nay sẽ là ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đây là vị trí thân cận của ông Thủ tướng Đương Kim hiện nay. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp cho Chính phủ. Tuy nhiên, không hiểu sao vụ chuyến bay giải cứu mở rộng có người của Văn phòng Chính phủ tham gia và đã bị bắt giam. Cụ thể, đó là bà Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, là chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ. Bà này bị bắt vào hôm 25 tháng 7 sau khi vụ án đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao được điều tra mở rộng. Nếu việc đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao liên quan đến trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh, thì việc vụ án này có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ, thì ông Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khó mà phủi bỏ được trách nhiệm của mình. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau khi vụ bi bối Cục Lãnh sự xảy ra, thì phải 7 tháng sau Bộ Chính trị mới định đoạt được số phận chính trị của ông Phạm Bình Minh. Sự liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ chỉ mới bắt đầu, chưa biết vụ án này sẽ cháy lan đến đâu và thiêu dụ những ai trong thời gian sắp tới. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực còn không thoát, thì ông Trần Văn Sơn chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, không có sức đề kháng mạnh như Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Văn Sơn, 61 tuổi, quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Xây dựng, ngành Kinh tế Xây dựng. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng của Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, người sắp bị thay thế bởi ông Trần Văn Sơn. Như vậy, vụ án đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ diễn ra trong thời gian ông Trần Văn Sơn nắm quyền lãnh đạo tại bộ này. Vụ án này nếu mở rộng ở Văn phòng Chính phủ thì người lãnh đạo của bộ này khó mà thoát tội cho được. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều trường hợp phát hiện dính chàm nhưng vẫn lên chức rồi sau đó lại bị kỷ luật lôi xuống. Vụ Việt Á dính đến Bộ Khoa học và Công nghệ từ thời ông Chu Ngọc Anh còn làm Bộ trưởng. Tuy nhiên, dù Việt Á có bị phanh phui thì ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và sau đó khi vụ việc đổ bể dính đến trách nhiệm thì ông Chu Ngọc Anh lại bị bắt giam. Tương tự như ông Trung Ngọc Anh, còn có ông Đinh Tiến Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng dính sai phạm từ thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhưng ông vẫn lên chức và làm tới Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và sau đó ông bị kỷ luật, rồi sắp tới đây có thể sẽ là sự thay thế. Đến hình ảnh, Nguyễn Mai Anh thuộc vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ vừa bị bắt. Ông Trần Văn Sơn đang được cơ cấu vào bộ lớn trong Chính phủ. Sắp tới, ông sẽ thay thế Nguyễn Văn Thể. Tuy nhiên, vụ án tổ chức chuyến bay giải cứu đang bùng phát rất mạnh. Nó hứa hẹn sẽ là quả bom thứ nhì sau vụ Việt Á. Hiện tại, vụ án đang lan sang Văn phòng Chính phủ. Với vai trò là người lãnh đạo bộ, ông Trần Văn Sơn khó thoát khỏi trách nhiệm nếu ông Tổng truy cứu tới cùng. Được biết, trước đây, chính Nguyễn Văn Thể tưởng cũng thoát vụ án út chọc và các bốt bẩn, nhưng kỳ này, xem ra ông Thể lại khó thoát. Trần Văn Sơn cũng như vậy, lần này tưởng như thăng chức nhưng vết chàm đang dính lên người rất khó giấu. Không biết ông Sơn sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được bao lâu. Thời gian qua rất nhiều người lên chức rồi lại rụng. Xem ra ông Trần Văn Sơn khó thoát khỏi quy luật ấy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sóng thần bay giải cứu ập đến cuốn bay 6 người. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công an dính hết. Hiện nay ông Tổng đang cho Tô Lâm ra tay hốt đợt 2
tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Đây là dấu hiệu cho thấy kết quả điều tra sau khi ông Tô Lâm hốt đợt 1 vì đã có tình tiết mới. Cơn bão đợt 1 xảy ra ở Bộ Ngoại giao khi vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 4 cá nhân nêu trên về tội nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đến tháng 3, bà Nguyễn Diệu Mơ, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Hàng không An Bình cũng đã bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc tội đưa hối lộ. Đây là hình ảnh vụ bay giải cứu đến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cũng dính. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2022, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế và ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đến cấp thứ trưởng cũng bị bắt thì bộ trưởng không thể không liên quan, bởi cấp thứ trưởng không thể tự mình quyết định mà phải có sự chỉ đạo của ông bộ trưởng. Quan trọng là sự chỉ đạo của ông Phạm Bình Minh có để lại dấu vết hay không. Có hai cách để lại dấu vết, một là từ hồ sơ lưu trữ của bộ, hai là từ lời khai của những người bị bắt. Và từ lời khai của những người bị bắt, hiện nay Bộ Công an đã mở đợt tấn công lần thứ hai vào Bộ Ngoại giao. Điều đó chứng tỏ quá trình điều tra của Bộ Công an đã có tình tiết mới phát sinh. Vào ngày 25 tháng 7, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bắt tạm giam thêm 6 người khi mở rộng điều tra vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can. Điều đáng nói là đợt truy quét lần thứ hai này, rất nhiều quan chức trong các bộ khác nhau đã bị thổi bay. Cụ thể là Nguyễn Mai Anh, 46 tuổi, quê Quảng Ninh, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ. Ngô Quang Tuấn, 38 tuổi, ở Hà Nội, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải. Trần Văn Dự, 61 tuổi, quê Thái Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Vũ Sĩ Cường, 36 tuổi, quê Hưng Yên, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cùng với tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh truy quét đợt 2 vụ Cục Lãnh sự. Bị can Bùi Huy Hoàng, 34 tuổi, quê tại Hải Dương, cán bộ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Tiến Mạnh, 52 tuổi, quê Bắc Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Lữ hành Việt, Giám đốc Công ty Vận tải Du lịch Hoàng Long Luxus về tội đưa hối lộ, quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được mở rộng chứ chưa khoét sâu vào Bộ Ngoại giao. Đợt bắt lần này hoàn toàn là những quan chức cấp thấp nhưng rất nhiều ngành liên quan đến nhau. Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải cũng liên quan. Đây là hình ảnh 6 đối tượng gồm Nguyễn Mai Anh, Ngô Quang Tuấn, Trần Văn Dự, Vũ Sĩ Cường, Bùi Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Mạnh. Vụ án Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao được cho là vụ án bom tấn tương tự như vụ Việt Á. Theo tin chúng tôi nhận được là sắp tới sẽ có chuyện động trời xảy ra, cuốn phăng những ủy viên Trung ương Đảng khác và thậm chí có thể đánh sập cả sự nghiệp của vài ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam.